Đối với siêu âm đầu giờ âm đạo thì phải cho bệnh nhân á đi tiểu sạch được tiểu, mình soi mới chính xác hơn, siêu âm chính xác hơn. Và các bạn siêu âm thai nhỏ thì phải chú ý, thứ nhất là thai vào lòng tử cung chưa, vì nhiều trường hợp nó thai ngoài tử cung. Trường hợp thứ hai là xem mấy thai, một thai, hai thai hay ba thai. Ở đây mình có gặp những trường hợp ba thai, tam thai nha. Và đây trường hợp này là mình, nếu mình ra qua này, mình đặt siêu âm đầu dò, mình đặt vô mình thấy đó là một túi thai này nằm vùng đáy tử cung ha. À, đây là cái phía cổ tử cung, đây tử cung ngã sau, tử cung ngã sau, đáy tử cung đây. Thì mình đặt vô mình thấy có một túi thai này, thì mình đừng có vội mừng quá, à đây thấy một túi thai rồi thôi, không phải, mà mình quét cái đầu dò xung quanh để mình kiểm tra xem còn túi thai nào không. Thì nhiều khi nó hai thai hay ba thai, thậm chí bốn thai. Thì đây một cái túi thai này ha, thì mình quét qua mình thấy ở cạnh bên cũng có thêm một túi thai thứ hai nữa. Đấy, như vậy đây là song thai ha. Rồi mình quét xung quanh mình coi, thì mình cắt mặt cắt sao cho nó thấy được hai túi thai luôn. Đây ở mặt cắt này mình thấy được, đây một cái lỗ đen này, đây một lỗ đen. À, đây là song thai ha. À, song thai. Và mình đo cái GS của nó, đo cái mình cắt cái chuẩn, mình đo xem cái túi thai này ấy, thì nó khoảng bao nhiêu tuần. Hiện tại mình thấy bên trong nó trống không, chưa có nhân sắc, chưa có phôi, không, tức là những cái thai gọi là thai trong tử cung, song thai trong tử cung giai đoạn sớm. Thì mình vô cái phần cái GS là cái, vì nó chưa có phôi thành mình đo cái kích thước túi thai. Cái thai này khoảng 4 tuần 4 ngày ấy, ha. Khoảng 4 tuần 4 ngày. Đây mình cắt cái mặt cắt này cho nó đúng này, mình sẽ thấy. Đó, xong thai ha. Bé ơi, bé có thấy được hai cái túi thai không em? Đó, hai cái lỗ đen này chính là xong thai. Thai này mới ha, chưa có hình em bé sao, chưa có dân sắc. À, là cái túi đoạn hoàng á, cũng chưa có phôi, chưa thấy phôi ha. Đây mình ra qua là mình thấy hai cái túi thai đó ha. À, các bạn đừng có nhầm lẫn, nhiều khi là một túi thai nhưng mà xung quanh nó, khi cái túi thai nó lùi vào nội mạc tử cung thì nó đôi lúc nó có xuất huyết ở xung quanh một xíu, thì đó không phải là song thai mà nó chỉ một thai thôi. À, còn trường hợp này mình coi song thai là vì mình sẽ thấy cái xung quanh cái túi thai nó có một cái eco dày như thế này này ha. Đây là cái lớp màng rụng này. Đây. Đây là một cái vòng trắng đây ha, một lớp echo dày này, bên này cũng có một cái lớp echo xung quanh. Thì đây là hai túi thai rất rõ ràng, hai túi thai ha. Đấy, thì ta chẩn đoán là song thai trong tử cung giai đoạn sớm. Và khi mà giai đoạn sớm như thế này, túi thai nó lùi vào nội mạc tử cung thì thường nó có thể nó có xuất hiện ở đây chút xíu này. Đấy, hoặc là có dịch tử cung chút xíu này, đây dịch tử cung Douglas ha. Đây dịch tử cung chút xíu, đây là máu đây này ha, dịch tử cung này thường là máu, thì đây là bình thường thôi ha. Rồi mình coi phía cổ tử cung, mình kiểm tra xung quanh tử cung có nhân xơ hay không, thì không có nhân xơ này. Buồng trứng mình kiểm tra hai bên, bên trái bên phải không có u nang ha. Đây